cầm. Chúng ta có thể tổng kết về một phần đời hoạt động nghệ thuật của anh qua những ảnh vừa rồi. Và sau một quá trình hoạt động nghệ thuật như vậy thì anh cảm thấy hài lòng nhất với điều gì ạ? Chắc đầu tiên thì tôi cũng xin nói về cái tại sao tôi lại nhào vào cái lĩnh vực nghệ thuật này. Hồi nhỏ tôi thích vẽ cho nên là ba mẹ mới cho đi học cái trường kỹ thuật. Trường kỹ thuật, nghĩa là hồi đó kỹ thuật nó có mỹ thuật trong đó nữa. Cho nên bố mẹ là cho đi học để sau này có thể mình vẽ vời được. Sau này khi mà làm ở trong ngành văn hóa thì lại gặp một số anh em bạn bè là họa sĩ. Cái mối duyên cũ ngày xưa nó lại bén lại. Thì tôi lại nhảy qua cái lĩnh vực mỹ thuật. Mặc dù là nhảy qua mỹ thuật nhưng mà cái đam mê âm nhạc nó vẫn cứ nằm ở trong lòng. Cho nên mà mình muốn ngưng lại cũng không được. Mình đã biết một tí gì về cái lĩnh vực âm nhạc rồi. Thì tôi muốn lấy cái đó truyền đạt cho các em. Tại vì hồi nãy có hỏi là hài lòng cái gì nhất trong suốt cái quá trình đi làm nghệ thuật, vừa chơi nhạc, vừa vẽ tranh, vừa làm các thứ. Cái hài lòng nhất là bây giờ là sau cái thời gian, trong những cái thời gian gần đây là đi dạy học trò. Nếu mà học trò nó thành đạt được cái gì, tự nó, những cái kiến thức mình đã dạy thì nó có thể đem cái kiến thức đó nó ra, nó giúp ích cho bản thân nó. Là có nghĩa là nó có thể là lấy tiếng đàn của nó đàn cho mọi người, mà mọi người người ta nghe, người ta thích. Cái đó là điểm hài lòng, cái điểm hài lòng nhất đó. Vậy thì thông qua quá trình hoạt động nghệ thuật của mình thì người ta có thể nói Lê Huy Cầm một họa sĩ, Lê Huy Cầm một nhạc sĩ. Còn bây giờ thì là? Sau cùng là một ông giáo già dạy nhạc. Dạ, có vẻ đây là một trong số những điều mà anh hài lòng nhất về cuộc đời hoạt động nghệ thuật của mình, phải không ạ? Cảm ơn, xin cảm ơn anh. Hoa quỳ như là hoa hướng dương, nó hướng về mặt trời. Và nó là cái áo đồng phục của các em trường Trực Vương. Cho nên tôi đã lấy cái ý đó mà viết thành là mặt trời nhỏ trong mưa. Tôi mong muốn các em, những cái mặt trời tuy rất nhỏ nhưng qua tiếng hát hay là qua cái hình tượng nghệ thuật, cụ thể là âm nhạc, các em yêu thương ngôi trường của mình hơn, yêu thương cuộc sống hơn, yêu thương những cái gì xung quanh của mình. Và cái tình yêu nó sẽ lớn dần theo cái tuổi của các em. Tôi mong rằng mình góp một phần nhỏ thấy thêm cái niềm tin yêu của các em. Tôi tin là nghệ thuật nó sẽ làm các em sống đẹp hơn. Những người làm nghệ thuật, làm những cái điều đẹp thì sẽ sống cuộc đời đẹp ở giữa một cái thế giới thật đẹp. Trời nhỏ.